Em xin chào toàn thể quý vị anh chị khách hàng. Hôm nay em sẽ báo giá trên kênh YouTube và trên kênh Fanpage buổi tối ngày mùng 9 tháng 9 2021 sang tháng 8 âm lịch đẹp ngày rồi. Quý vị anh chị vào chọn xe đi ạ. Em giờ em còn khoảng tầm hơn 60 mẫu. Mấy cái mẫu Accent i10 thì nhà em đều sẵn hàng này. Hôm nay đặc biệt thì em về thêm hai mẫu Vios cực chất nữa. Có xe mới về, quý vị anh chị vào xem trực tiếp. Mọi người đang xem buổi livestream trực tiếp trên kênh Fanpage và trên kênh YouTube Lê Thủy Ô tô Hải Dương, phát sóng hàng ngày vào 8 giờ tối. Địa chỉ nhà em thì nằm ngay cạnh khách sạn Nam Cường 25 tầng thành phố Hải Dương. Mình cứ đi đến chỗ quốc lộ 5 Hà Nội Hải Phòng đường 5 cũ ấy thì mình nhìn thấy khách sạn Nam Cường, mình rẽ vào nhà em chỉ khoảng tầm 500 m nữa thôi ạ. Trên dưới em đang có tầm khoảng tầm hơn 60 mẫu này. Sang tháng 8 đẹp ngày, quý vị anh chị mình chọn ngày mình xuống xem xe nhá. Ngày hôm nay thì nhà em cũng rất là vui mừng là nhận cọc 5 mẫu xe rồi. Em nhận cọc Cruy, nhận cọc Sonata, Accent về Hải Phòng, Vios 213 về Vĩnh Phúc, rồi thêm cả mẫu Elantra 219 về Hải Dương nữa. Đẹp ngày rồi ạ, quý vị anh chị vào chọn xe, em sẽ tư vấn báo giá lần lượt. Xin chào anh Hoàn Lam, xin chào anh Dũng Nguyễn, anh Nguyễn Giang trên kênh Fanpage. Nhà em thì đang tân trang cửa hàng một chút nên là xếp xe nhìn nó có hơi lộn xộn với hơi bụi, quý vị anh chị thông cảm nhé. Đang tân trang lại một chút ạ. Xin chào anh Hoàng Võ, cảm ơn anh. Sang tháng 8 rồi, đẹp ngày rồi, quý vị anh chị mình đang có nhu cầu mình có thể qua trực tiếp nhà em xem xe. Địa chỉ số ngay cạnh khách sạn Nam Cường 25 tầng, thành phố Hải Dương. Mình lên Google Maps thì mình gõ cho em định vị là Lê Thủy Hải Dương trên Google Maps nhé. Xin chào anh Hồ Văn Thái ạ, xin kính chào toàn thể quý vị anh chị khách hàng. Santa Fe hiện tại em chưa có hàng ạ. Hôm nay em về hai mẫu xe cực chất luôn. Em về một chiếc Vios 219 biển Hải Dương, xe đẹp long lanh. Và thêm một chiếc Vios bản Sport, bản thể thao nữa. Xe vừa cập bến nhà em buổi chiều ngày hôm nay này. Thời điểm này em nhận mua xe, em nhận thu mua xe toàn quốc nhá. Quý vị anh chị mình đang có nhu cầu bán xe hay mình muốn lên đời xe này, mình muốn đổi xe thì mình cứ alo cho em Thủy định giá xe cho mình, cam kết mua lại giá cao ạ. Xin chào anh Thiện Nguyễn, em mới lên sóng thôi, mới lên sóng chắc chỉ được 2 phút này, 3 phút này. Vios bản cao cấp nhà em mới về đây ạ, đây là phiên bản Sport, bản tự động 1.5. Hàng hiếm nhá, hiếm lắm mới có một mẫu này để bán. Sportivo 2017 tự động 1.5. Xe vừa cập bến nhà em buổi chiều ngày hôm nay. Option trang bị nó rất là nhiều. Em sẽ quay một vòng để quý vị anh chị mình nắm được thông tin của chiếc Vios này. Hàng vừa về thôi ạ. Xe một chủ sử dụng từ đầu, tên tư nhân. Đấy. Đây là tên của phiên bản Vios này này. Chiếc này là Vios bản TRD Sportivo. Nó có trang bị một số cái option hiện đại hơn so với phiên bản Vios thông thường. Morning SD 216 em hết hàng ạ. Quý vị anh chị kết nối Zalo vào số 0789299111. Em Thùy gửi hình ảnh clip chi tiết để mình tham khảo ạ. Xin chào anh Khánh Nguyễn, nhà em chỉ có một cơ sở duy nhất tại Hải Dương thôi. Hiện tại có nhiều kênh YouTube đã có thể nó trùng tên Lê Thủy, mọi người giao dịch này hay là mình mua bán mình đặt cọc thì nhà em chỉ có 3 số điện thoại thôi nhá. Mình chỉ đặt cọc qua 3 số điện thoại sau: 0789 299 111 hoặc 0839 834 834 hoặc 0782 388 399. Có rất là nhiều kênh YouTube đấy thì nó lấy trùng tên với kênh của Lê Thủy. Thấy đăng xe rất là rẻ nhưng không biết là có thật không. Quý vị anh chị mình giao dịch mình phải đảm bảo giúp em. Nhà em bán xe ra có bảo hành, cam kết tiếp hãng thoải mái trong vòng 7 ngày sau khi lấy xe này. Giấy tờ pháp lý chuẩn chỉ, không ngập nước, không thủy kích. Thêm nữa là cả đăng kiểm và phí đường bộ cũng bảo đảm cho mình nó không bị âm. Em đi vào phần trong nội thất xe nhé. Vô lăng thiết kế 3 chấu này, thiểu kiểu thể thao này. Phanh thì được trang bị cho mình là phanh ABS. Đấy. Xe còn rất là mới đây, vô lăng tất cả các thứ đều là nguyên bản hết. Đây là xe được sản xuất 2017 cho mình.
răng của nó cũng được thiết kế kiểu la răng thể thao như này. Đây, mình nhìn cho em cái la răng này. Thiết kế la răng thể thao nhìn bắt mắt, mâm thể thao. La răng này là răng hợp kim luôn. Chiếc này đẹp đấy. Anh Thiện Nguyễn, mình có đổi số sàn sang số tự động không anh? Vario tự động bản Sportivo đây ạ. Xe một chủ từ đầu luôn. Hàng vừa cập bến nhà em ngày hôm nay. Đây là hàng hiếm rồi, không phải lúc nào cũng có xe đâu. Thi thoảng hiếm lắm mới về là một mẫu. Mình tham khảo cho em mức tiêu hao nhiên liệu ạ. Tính ra cũng chỉ ngang ngửa với một mẫu Vario số sàn thôi. Đi chỉ hết 5,1 lít này. Tự động 1.5, siêu tiết kiệm nhiên liệu. 5,1 lít cho 100 km đường trường, đường cao tốc. Cerato 2018 tự động em hết hàng. Bây giờ em có Cerato 2019 tự động anh ơi. 2019 mà giá như 2018 luôn. Thời điểm này mình mua được Cerato giá rẻ. Không biết 1-2 tháng nữa thì thế nào chứ nhà em đang không có xe để mà bán này. Hôm nay nhận cọc 5 xe rồi. Bãi xe giờ chỉ còn tầm hơn 60 mẫu thôi. Mọi người cứ nhanh tay đi. Cerato nhà em đang giá quá tốt luôn. Bản Luxury em bán 550. Còn với phiên bản Deluxe em bán 525. Mọi người cứ alo em Thùy. Em Thùy gửi cho mình mấy mẫu Kia Cerato tự động mình tham khảo. Vios chiếc này em chào bán với mức giá là 420. Xe vừa cập bến nhà em, có clip chi tiết và hình ảnh up lên kênh YouTube rồi. Mọi người cứ gọi em Thùy để em Thùy gửi clip cho. Vios tầm tiền 300 ở anh. 300 em có 2015 bản E số sàn em bán 340. Còn có cái chiếc 2013 là hôm nay em nhận cọc về Vĩnh Phúc rồi. Phong đẹp chưa ạ? Có body kit phía sau nữa. Trước sau đều có body kit, thêm cả đuôi gió thể thao. Bác chủ bác lên rất là nhiều đồ, dán phim cách nhiệt đầy đủ hết. Xe tên tư nhân, một chủ từ đầu. Em bán chiếc này 420, có làm trả góp cho mình. Em có clip rồi nhá, mọi người muốn xem kỹ mình cứ gọi cho em Thùy. Em Thùy gửi clip cho mình. City hiện tại nhà em đang hết hàng ạ. Hết City. Như chiếc này mọi người mua trả góp thì trả trước em tầm khoảng 40%. Thì nó rơi khoảng tầm 170-180 triệu là có xe đi luôn. Làm thủ tục trả góp là thoải mái trong vòng 4 năm. Ủa, chiếc này 420, bao hồ sơ, bao vận quyển chuyển cho quý anh chị. Mọi người thiện chí giá cả thì cứ gọi điện trực tiếp vào số hotline của em Thùy 0789-299-111 hoặc 0839-834-834. Em Thùy tư vấn thêm, gửi thêm hình ảnh và clip chi tiết ạ. Dưới này thì em có một mẫu Vios số sàn biển Hải Dương mới về luôn. Chiếc này mới cứng nhá. Dành cho quý vị khách hàng yêu thích cái đẹp này. Xe quá mới, chạy 2019, chạy hơn 2 vạn một chút. Biển Hải Dương, một chủ sử dụng từ đầu. Vios 2019 anh Thiện Nguyễn ạ, chiếc này số sàn. Số sàn biển Hải Dương. 2019 chiếc này thì tầm giá đang tầm trên 400 một chút. Riêng cái dòng này thì chỉ, riêng cái chiếc này thì chỉ bàn về giá thôi, không bàn về chất. Chỉ chạy gia đình thôi nhá, order chỉ hơn 2 vạn một chút. Chuẩn đét cho quý vị khách hàng. Nội thất bên trong này, bác chủ bác cái bọc ghế da, lên trần da, vô lăng, đấy. 2019 là có cân bằng điện tử chống trơn trượt rồi. Y như trước của anh, xin chào anh Thiện Nguyễn. Chiếc này thì em đang chào bán với mức giá 435. Cam kết luôn, xe đẹp căng, chạy có hơn 2 vạn. Quý vị anh chị cứ alo em Thùy nhá, để em Thùy tư vấn thêm cho mình về chiếc này. Giá cả thì có thương lượng một chút, xe đẹp chuẩn luôn. Zin cả xe, một chủ sử dụng từ đầu, biển Hải Dương. Atit ở anh, Atit thì nhà em đang có cho mình Atit 2010 này, hoặc Atit 2009 này. Đấy, em đang có mấy mẫu Atit như vậy, tí em sẽ quay. Chiếc này 7 túi khí đấy anh Thiện Nguyễn ạ. Đây là phiên bản 7 túi khí mọi người nhá. Cái đời xe này nó có cái mẫu 2 túi khí, à 3 túi khí thì giá nó rẻ hơn. Giá nó rẻ hơn tầm 15 triệu. Còn chiếc này nhà em là 7 túi khí số sàn, giá bán là 435, xe đẹp. Fortuner nhà em đang hết hàng ạ.
Bên này thì cái nội thất nó sáng hơn này, mọi người có thể xem qua lại một chút. Có màn hình giải trí DVD, bác chủ bác cái bọc trần rồi bác cái bọc lót sàn cho mình là đầy đủ hết, không thiếu cái gì. Xe mới tinh, cứ nhìn những cái táp lô táp ly này, mới tinh ạ. 2019, hơn 400 một chút. Vios số tự động màu vàng cát, hiện tại em hết hàng ạ. Xelato, xin chào anh Nông Cương. Xelato, anh thích số sàn hay số tự động anh? Nhà em đang có 2 chiếc Xelato số sàn và 3 chiếc Kia Xelato số tự động. Có bớt nhá, giá này có thương lượng, có bớt cho quý vị anh chị khách hàng mình thiện chí. Giá này em đã bao hồ sơ và bao thêm cả vận chuyển cho anh chị nữa. Atis 2019 còn đây anh. Nhà em bây giờ mấy cái mẫu đời cao này mới về, toàn hoa hậu thôi. Một chủ sử dụng từ đầu, 7 túi khí số sàn. Quan trọng là cái chất xe anh quý vị anh chị ạ. Zin cả xe luôn. Những cái chi tiết 3G sốc nó còn khít đẹp như này. Nếu như quý vị anh chị mình mua chiếc này mình làm trả góp thì mình chỉ cần trả trước cho em nó rơi vào khoảng tầm 130-140 thôi ạ. Có nghĩa là khoảng tầm 30%. Đời 2019 này em làm được rất là nhiều, em làm được 70% và tối đa trong vòng vay khoảng tầm 5 năm nhé. 2019 mới tinh đấy. Anh Thiện Nguyễn này, khách hàng nhà em này cũng mua một chiếc Vios 2019, cũng cái phiên bản 7 túi khí. Anh ấy mua chắc khoảng được cách đây khoảng tầm 5-6 tháng rồi anh nhỉ. Chạy Sapa ok luôn đấy. Đi đường trường, đường dài. Cái dòng Vios này trong phân khúc B ấy, thì nó rộng rãi nhất phân khúc rồi. Siêu bền bỉ, siêu tiết kiệm nhiên liệu, không có quá nhiều option, nhưng mà được cái là tiền ít thịt nhiều. Xe chất, số tự động. Số tự động em có màu trắng anh nhá. Em có 3 chiếc Kia Cerato số tự động màu trắng cho anh Cương. Anh cứ giữ máy giúp một chút. Anh chị xem trên fanpage ok không ạ? Mình cứ để lại bình luận giúp em. Ở trên YouTube này quý vị anh chị, nếu như mình muốn thì nếu như mình có câu hỏi gì thì mình gọi trực tiếp cho em Thùy nhá, vào số điện thoại 0789299111. Mình để lại bình luận này thì em chỉ trả lời trực tiếp được thôi, em không có cách nào liên lạc được lại cả. Còn quý vị anh chị trên fanpage ấy, mình chỉ cần nhắn cho em một cái tin vào fanpage em đang livestream này, nhấn theo dõi xong truy cập vào trang fanpage thì em nhắn tin thôi, em sẽ tư vấn luôn qua fanpage được. Đấy. Rồi, 400 nhà em còn không mua được xe anh ạ. Chiếc này xe đẹp lắm, quan trọng là cái chất xe. 435 bao hồ sơ, bao vận chuyển cho quý khách hàng. Vios số tự động của anh, Vios tự động hiện tại nhà em đang cháy hàng rồi. Hôm trước có chiếc màu trắng này bán rồi. Màu trắng 27 bản E nhận cọc, bán rồi, đánh xe về luôn ở bên Quảng Ninh cho khách rồi. Thêm nữa là còn cả 215 màu bạc cũng nhận cọc hết rồi. Thời điểm này không có xe để mà bán luôn. Quý vị anh chị cứ alo nhá. Giá rất là tốt, Cerato bây giờ giá quá tốt luôn. ASEAN giá cũng tốt. ASEAN thì nhà em đang trên đường về một chiếc ASEAN 2020. Em đang trên đường về Hyundai ASEAN 2020. Tầm giá nó trên 400 một chút. Có cái chiếc 2019 này màu đen em cũng mới nhận cọc buổi tối ngày hôm qua xong. Em đang nhận cọc đây. Chiếc này thì em nhận cọc về Hải Phòng, đúng rồi. ASEAN số tự động à, em đang có chiếc này. ASEAN tự động em có 2018 này hoặc 2020 như chiếc này. Chiếc này giờ em bán cắt lỗ luôn rồi, xe đẹp căng, em cũng mới up clip lên kênh YouTube. Đây, ASEAN số tự động cho anh Danh Hà. Quý vị anh chị vào xem chiếc ASEAN này đi ạ. Chạy có hơn 2 vạn thôi. Toàn hàng lướt, giá cực tốt. Chiếc này 2020 chạy 2 vạn, xe một chủ từ đầu. Đây là phiên bản cao cấp của Hyundai ASEAN. Nó có option không khác gì hạng C đâu. Có cửa trời này, có la răng phay thể thao này, rồi thêm một số cái tính năng, ví dụ như đèn hộ thông minh, cruise control, cân bằng điện tử chống trơn trượt. Nội thất của nó cũng là ghế da xịn đẹp. Cái phiên bản thường ghế da của nó không được đẹp như này. Rồi thêm đặc biệt là cái hệ thống an toàn là bao gồm cho mình tất cả là 6 túi khí quanh xe. Rất là nhiều túi khí, 4 túi khí đằng trước và 2 túi khí phía sau. Với phiên bản cuối 2019 và như chiếc này là 2020 thì nó sẽ có thêm cho mình cả cái cửa gió phía sau như này nhé. Có thêm cả cửa gió phía sau này.
Mình mua những cái phiên bản mà đầu 2019 là chưa có cái cửa gió này đâu ạ. Chiếc này thì em đang chào bán với mức giá là 525 triệu. Em bao hồ sơ, em bao vận chuyển cho mình. Xe đẹp căng, trả góp trong vòng 5 năm thoải mái. Mình vay mua trả góp thì mình chỉ cần trả trước em nó rơi khoảng tầm 160-170 triệu là có xe đi rồi. Ok chưa ạ? Chiếc này em bán chiếc này là 525 triệu. Mọi người vào xem đi, giá đang rất là tốt, có bớt thêm cho quý vị khách hàng mình thiện chí. Quan trọng là mình mua cho em dưới cái hình thức nào nữa. Nếu như mình mua tiền mặt thanh toán nhanh gọn, em cam kết luôn giá rẻ nhất miền Bắc. 4 chỗ khoảng tầm 200 mà anh. Em có Lacetti anh ạ. Em có Lacetti số sàn chỉ hơn 100 thôi, chưa đến 200, đời 2010. Mọi người cần thêm thông tin, cần tư vấn thêm thì cứ gọi cho em Thùy nhá, để em Thùy tư vấn trực tiếp cho mình. 0789 299 111. Em cũng có một chiếc Innova này đẹp này. Chiếc Innova này đời 2013. Xe một chủ từ đầu luôn. Xe gia đình, không taxi, không dịch vụ. Innova 2013 đây anh Vi Tiệp cho anh. Xin chào anh Bằng Cân ạ. Xin chào anh Tú Nguyễn Mạnh Tú. Em quay chiếc Innova 2013 này cho quý anh chị mình cùng tham khảo. Xe gia đình, không taxi, không dịch vụ. Thông tin giá cả niêm yết hết chỗ mình. Đấy, chiếc này thì em đang chào bán đến mức giá là 325. Một chủ từ đầu nhá. Mọi người đọc được thông tin này chưa ạ? Xe một chủ sử dụng từ đầu, không taxi, không dịch vụ, 325 triệu. Camry lướt em hết hàng. Xin chào anh Hoàng Trung. Xe đa tơ số tự động giữ máy. Kia Rondo máy dầu em có 2016 ạ. Xin chào anh Hoàng Xuân Hùng. Vios bản số sàn ở anh. Bản gì ở anh? Bản gì em đang hết hàng anh. Anh mua bản E đi. Em đang có một chiếc bản E 2015. Em bán hơn 300 một chút. Tucson 2019 em có một chiếc siêu đẹp. Chạy có 1,7 vạn thôi. Máy xăng 2.0 giá 725. Tí nữa em sẽ quay cho anh Đoàn Tấn Đức ạ. Mình cứ giữ máy nhá. Nhà em có Tucson cực chất. Hoặc gọi luôn cho em Thùy. Em Thùy gửi clip. Chiếc này bác chủ lên cho mình cái cam hành trình rồi. Đây. Có lên cho mình cái cam hành trình phía trên này. Nội thất ghế da, chân nỉ nguyên bản. Quan trọng của nó là xe một chủ từ đầu và không taxi, không dịch vụ. Giá bán chiếc này là 325. Nếu như mình ở Hải Dương thì em làm trả góp được nhá. Còn ở các tỉnh thành khác thì mình mua xe thì mình muốn mua trả góp, mình cứ chọn 2014 trở lên giúp em. Hải Dương chiếc này em vẫn nhận làm trả góp này. Cái dòng này chạy dịch vụ thì chuẩn. Vì nội thất nó thiết kế rất là rộng. Ba người lớn ngồi phía sau thoải mái này. Những cái dòng 7 chỗ khác không rộng được như chiếc này. Xin chào anh Thiện Nguyễn. Anh Thiện Nguyễn đổi Vios sang Cerato. 100 khả năng không đủ anh ạ. 100 làm sao đủ được. Xin chào anh Võ Tuấn anh ạ. Quý anh chị cần tư vấn trả góp thì cứ alo cho em Thùy nhá. Mới có thông tin này. Bây giờ các tỉnh em nhận từ 2012 trở lên được. Có thể là thủ tục nó rơi khoảng tầm hơn 10 ngày một chút. Quý vị anh chị mình chỉ cần cung cấp em chứng minh thư, sổ khẩu gia đình và đăng ký kết hôn thôi. Tất cả các giấy tờ trên thì chụp ảnh gửi qua Zalo cho em là được. Đấy, tất cả các tỉnh từ 2012 trở lên. Ok chưa ạ? Chiếc này 325. Quan trọng là xe đẹp và một chủ sử dụng từ đầu. Biển còn biển Hà Nội luôn. Em xem lại nhé để xem có đúng biển Hà Nội không. Chiếc này biển Hà Nội đấy ạ. Biển Hà Nội, xe đẹp, một chủ từ đầu. Anh Thiện Nguyễn ơi, riêng anh khách hàng thân thuộc nhà em rồi. Anh cứ alo em Thùy đi để em Thùy chốt giá xe cho mình. Chuyển biển về Hà Nội mất phí bao nhiêu? Xin chào anh Thế Việt trên fanpage. Nhiều lúc em mãi live stream em không kịp trả lời hết bình luận, mọi người thông cảm nhé. Mọi người cứ nhắn tin vào fanpage thì em sẽ tư vấn thêm. Thành phố Hồ Chí Minh em chưa làm được trả góp anh Lê Hải Anh ạ. Bây giờ em nhận làm trả góp đời 2012 trở lên tất cả các tỉnh thành miền Bắc. Còn nếu như các tỉnh miền Trung, Thanh Hóa này, Nghệ An, Hà Tĩnh và Thừa Thiên Huế thì khoảng tầm 2014 trở lên. Đấy, nhà em cũng đang rất là cố gắng rồi. Đợt trước thì chỉ làm được 2014 thôi. Bây giờ em tất cả các tỉnh phía Bắc thì em làm được 2012 nữa nhé.
Serato 212 sang Rondo. Anh Khải Phạm ơi, Serato cái đời 2010 nó cũng có mấy phiên bản đấy, em chưa bấm được giá đâu. Anh cứ gọi cho em Thùy định giá xe cho mình nhá. Mình chụp, mình gửi cho em mấy cái giấy tờ đăng ký, đăng kiểm các thứ. Em định giá nó dễ hơn rất là nhiều. Cam kết mua vào giá cao. 140 anh, 140 mua được Vios nha em rồi. 140 là mua được Vios 2019 nha em này. Biển Hải Dương, một chủ từ đầu, đẹp xuất sắc cho mình. Xin chào anh Hoàng Minh Quang, xin kính chào toàn thể quý vị anh chị. Quý vị anh chị vào mua Serato nhà em đi. Chỉ có cái thời điểm dịch giá như này thôi thì Serato giá nó mới như này. Trước dịch em nhớ là em bán một chiếc Serato tự động 2018 em bán 550 luôn. Mà bây giờ 2018 trước dịch em bán 550 rồi. Mà bây giờ 2019 này, 2019 thời điểm dịch bệnh giá quá rẻ. 2019 bản Luxury nhá. Bản Luxury thì option nó trang bị nhiều. Nó có thêm cửa trời, có thêm màn hình, có thêm cân bằng điện tử chống trơn trượt cho mình. Chiếc này nếu mà không dịch phải tầm trên 600, bây giờ có 550 thôi. Giá quá tốt rồi, quý vị anh chị chốt luôn đi ạ. 2019 Luxury chạy được 3 vạn, em bán chiếc này 550. Nội thất nó nguyên bản đấy ạ. Cái ghế này là bác chủ bác ấy bọc thêm cho mình cái áo ghế thôi. Có thêm cái bộ áo ghế không thích mình bóc ra, mình cởi ra thì nó vẫn là ghế da nguyên bản nhá. Chiếc này giá quá tốt này. Anh Thiện Nguyễn anh đổi xe đi. Đổi xe đi anh. Em nhập lại vé số sàn, anh chuyển sang Serato đi, tự động đi cho sang. Đây, bản cao cấp mà có cửa trời, có nhìn có chất không ạ? Mới tinh con này bao nhiêu? Nó phải tầm... anh ra tên đổi biển thời điểm bây giờ chắc vẫn phải tầm 607 đấy anh ạ. Xin chào anh Hải Văn. Quý vị anh chị ạ, sang tháng 8 rồi, đẹp ngày mình chọn xe đi. Nhà em đang rất là nhiều. Hôm nay em chốt được 5 xe rồi. Chuyển biển Hà Nội á. Chiếc này mà về Hà Nội thì nó phải rơi vào 30 triệu nữa ạ. 10 triệu tiền thuế và 20 triệu tiền biển. 10 triệu tiền thuế là khả năng vẫn lỗ đấy. Đăng kiểm còn rất là dài. Đăng kiểm đến tận tháng 1, 2023. Còn phí đường bộ thì nộp đến tận tháng 7 nhé. Mọi người đừng tiếc gì cho em một nhấn cho em một like này hoặc cho em một chia sẻ đi. Mình cứ chia sẻ bài YouTube cũng được, bài fanpage cũng được, chia sẻ lên bất kỳ đâu. Zalo này, Facebook này, mình đến mua xe nhá, chia sẻ rồi em đổ đầy bình xăng cho mình đi về luôn. Nhưng em chả chạy quảng cáo đâu, toàn nhờ vào sự yêu thích chia sẻ của quý vị anh chị khách hàng thôi. Đây, Serato 2019 đẹp long lanh, giá bán sập sàn luôn rồi, 550, bản Luxury cao cấp. Xin chào anh Hoàng Nguyễn. Ủi 500, 500 thời điểm này Serato 500. Mình chỉ mua được số sàn thôi anh ạ. 500 mà có Serato Luxury em nhập luôn. Nhập em cứ bán từ giờ đến Tết, bán dần còn lãi ấy. 550 là cũng hết giá rồi, xe đẹp. Nhà em đang tân trang lại cửa hàng nên khu vực này nó hơi bụi bặm một chút, quý vị anh chị mình thông cảm nhé. Bảy chỗ máy dầu em có Captiva. Santa Fe máy dầu thì em chưa có hàng anh ạ. Dòng Santa Fe máy dầu hiện tại em cũng ít. Cái đời số sàn nó rơi đời 2009, 2010 thì hầu như là hiếm lắm. Phía bên trên này thì em đang có cho mình là Ford Focus này, Kia Rondo này, rồi Serato, rồi cả một chiếc Samsung SM3, rồi thêm Altis 2010. Em quay lần lượt nhá. Quý vị anh chị mình cần quay kỹ ấy, hoặc cần tư vấn ấy, cứ gọi cho em Thùy gửi clip chi tiết cho mình. Vios 2019 hả anh? Riêng chiếc Vios 2019 nha em, cái chiếc màu trắng kia kìa. Chiếc đấy thì không khác gì xe mới đâu. Đẹp và zin cho anh. Một chủ sử dụng từ đầu biển Hải Dương, giá hơn 400. Anh gọi cho em Thùy đi ạ. 500 triệu mua tự động gầm cao. Xin chào anh Hải Bùi, em có một chiếc MG anh ạ. Em có chiếc MG 2021 thương hiệu Anh Quốc, nhập Thái Lan. Chiếc đấy thì em đang bán 580. Đấy, đây là có cái mẫu 500, mẫu 5 chỗ gầm cao. Chiếc này là Ford Focus sản xuất 2016, số tự động bản Titanium. Chiếc này em bán là 475 nhé. Đây là cái phân khúc C rồi. Trong phân khúc D dòng Focus này thì mình cứ lên Google mình tìm hiểu đi. Được đánh giá là chống ồn, cách âm tốt nhất phân khúc.
trang bị rất là nhiều option hiện đại nữa. Chiếc này em bán 475, giá quá hời cho một chiếc xe chất, chạy rất là thích. 475 có làm trả góp. Suzuki XL7 hiện tại em đang hết hàng ạ. À, anh không thích chiếc MG đấy ạ anh. Hôm trước em có chiếc Kona cũng cái tầm giá đấy em lại mới bán rồi. Bây giờ anh có cố lên Tucson được không anh? Tucson nhà em có chiếc 219 rất là đẹp, tầm giá hơn 700 một chút. Nếu như mình thiếu thì em có thể làm trả góp. Đi Tucson thì chất khỏi bàn rồi. Tucson 219 chạy có 1,7 thôi. Anh Quyền xe điện, anh ơi anh gọi cho em Thùy đi, giá này khó chốt lắm anh ạ. Nhưng mà anh cứ thiện chí lên, anh gọi cho em Thùy tư vấn thêm nhá. Ở đây thì em có một mẫu Kia Rondo, chiếc này 7 chỗ em quay luôn. Chiếc này Rondo 7 chỗ sản xuất 2015, đăng ký năn bánh lần đầu là 2016, số tự động 2.0, có cruise control, có chế độ lái eco tiết kiệm nhiên liệu này, có 400 mình mua được tự động 7 chỗ đời cao. Giá hợp lý chưa? Cái dòng Rondo này thì quá thân thuộc, cái dòng Kia này thì quá thân thuộc rồi. Bao xăng tên về Bắc Giang ở anh, Captiva máy dầu bao xăng tên về Bắc Giang cho anh 340. Đấy, bao xăng tên bao vận chuyển luôn. Chiếc này em bán 415 nhá, có trả góp được khoảng tầm 50%. Mình mua trả góp trả trước em 200. Đấy, Rondo tự động máy dầu này. Còn bên này thì em có một mẫu Kia Cerato sổ sàn ạ. Chiếc Cerato sổ sàn này nhà em cũng đẹp. Chiếc này em mua chính chủ luôn. Bác chủ đánh xe từ trong Hà Tĩnh ra đây bán xe cho em Thùy này. Đấy. Một chủ sử dụng từ đầu, lên nhiều đồ, lên nhiều phụ kiện cho xe. Có màn hình này, màn này màn xịn nhá, màn của Jetech luôn, bảo hành theo hãng 2 năm. Thêm nữa là hệ thống cam lùi, cam hành trình đủ hết. Lót sàn 3D này, thảm trải sàn, chả thiếu cái gì. Đấy, bác chủ, bác yêu quý em Thùy đánh xe tận Hà Tĩnh ra đây bán luôn. Em bán chiếc này 480 nhá. Xe đẹp, một chủ từ đầu, chạy hơn 3 vạn. Y20 hả anh? Y20 em có chiếc 215 anh ạ. 215 màu đỏ, tự động, lăn bánh lần đầu 216, hơn 400. Đấy, chiếc này 580, quan trọng là xe đẹp, số sàn 1.6, một chủ từ đầu. Còn bên này thì em có chiếc Samsung SM3 này. CX5, xin chào anh Tú Nguyễn. CX5 chưa có hàng anh. Anh đi Tucson đi anh. Đi Tucson cũng thích mà. Tucson nhà em cực chất, chạy có 1,7 thôi. Xin chào anh Hải Bùi. Tí em quay cho anh Hải Bùi chiếc Tucson nhá. Captiva máy dầu ạ. Anh giữ máy giúp một chút. Để em xem Captiva máy dầu hiện tại đang có ở cửa hàng không đã. Buổi tối này thì mọi người hay đánh xe về. Ở đây em giới thiệu cho mọi người một mẫu tiền ít thịt nhiều. Riêng chiếc này chạy quá chất luôn. Mà tầm giá chỉ có hơn 300. Mình qua nhà em lái thử đi, để cảm nhận xem một chiếc xe tầm giá 300 tự động nhập Hàn chạy nó thích như nào. Đời cao nhá. Đời của chiếc này là đời 2014, lăn bánh 2016. Mọi người qua nhà em chạy thử xe thoải mái luôn. Ngay cạnh khách sạn Nam Cường 25 tầng, thành phố Hải Dương. Đi đường 5 cũng dễ này, đi đường quốc lộ 5 cũng được, đi đường cao tốc cũng ra được hết. Nhà em cách đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng chỉ khoảng tầm 3 cây, 4 cây thôi. Mình đến cái chỗ rẽ mà vào thành phố Hải Dương mình rẽ vào là được, đi rất là nhanh. Đây, có cửa gió điều hòa phía sau. Cái nội thất ghế da này là ghế da nguyên bản đấy ạ. Ghế da của 2016 đây, ghế da nguyên bản luôn sau 5 năm sử dụng. Nó có trang bị cho mình là phanh tay điện tử này, cruise control này, rồi sấy ghế, sưởi ghế này, đề nổ của nó cũng là đề nổ thông minh mà có hơn 300, chạy quá chất rồi. Vừa rẻ vừa chất, xe nhập Hàn không có gì phải lăn tăn hết. Chiếc này em bán là 315 nhá. 315 triệu, em bao hồ sơ cho, em bao cả vận chuyển luôn. Bác chủ bác cũng dán hết các loại phim cách nhiệt, chống nắng, chống chói rồi. Xi nhan trên gương đủ hết. La răng của nó cũng la răng khủng này, to luôn. La răng này còn to hơn cả la răng của Cerato. Maraba bản Luxury em không có hàng ạ. ASEAN số sàn màu đen đang trên đường về anh ạ. Đang trên đường về ASEAN 2020. Quay Captiva. Anh ơi, anh Cường ơi, anh gọi cho em Thùy đi. Em Thùy gửi Captiva cho mình.
Em là em đang không thấy chiếc Captiva nhà em đâu cả. Gọi điện vào số 0789299111. Ok anh Thiện Nguyễn. Ấy, anh Thiện Nguyễn sau một thời gian đi vay ớt thì anh ấy lại thích đổi sang CX-5 với cả Cerato này. Quý vị anh chị thấy không ạ? Mình đi mua một chiếc xe lướt ấy, mình đổi xe quyết định nó rất là dễ, nó không bị lỗ nhiều đâu. Bây giờ mình mua một chiếc xe mới tinh, mình được cảm giác đập hộp, nhưng mà mình tự dưng mình có nhu cầu mình chuyển sang tự động hay mình chuyển sang gầm cao lỗ rất là nhiều. Nên là mình cứ qua nhà em mình mua những cái chiếc lướt lướt này, 2019 này, 2018 này, chạy đôi năm, 1 năm, 2 năm, thích thì mình chuyển lên gầm cao, thích thì mình chuyển lên phân khúc nó cao hơn, nó rất là dễ thôi. Đấy. Anh Thiện Nguyễn qua nhà em đổi xe nhá, sang luôn Tucson đi anh. Tucson đẹp lắm, Tucson 2019, chạy lướt có hơn 1 vạn. Anh Cường gọi cho em Thùy đi ạ, gọi cho em Thùy gửi cho anh chiếc Captiva. Rondo 2.0 máy xăng anh Nguyễn Hồng ạ. Chiếc này 2015 máy xăng. Em còn chiếc 2018 cũng máy xăng nữa. Atit ok anh Dương Đức Hiền. Đây sắp đến Atit rồi. Em quay chiếc Atit 2.0 này trước nhá. Sau đấy sẽ đến chiếc Atit đời cao siêu lướt 2019. Em có chiếc Atit này 2.0 này. 2.0 là cái hàng cao cấp rồi, phiên bản cao cấp 2.0 bản V. Chiếc này sản xuất 2010 tự động. Em bán chiếc này là tầm giá loanh quanh 400. Hàng hiếm đây, dành cho quý vị anh chị thích sưu tầm xe đẹp này. Đăng kiểm dài đến tận tháng 3 2022. Biển 18 Nam Định. Biển này thì còn có khả năng là một chủ ấy nhỉ. Bạn đủ. Chiếc này biển 18 Nam Định, đầu số vẫn là đầu 0 này. Nội thất đẹp long lanh như này. Hai chủ, chiếc này hai chủ rồi ạ. Không lần em thì em đây. Atit 2010 đây, có màn hình, có trần nỉ nguyên bản cho mình. Phiên bản tự động, bản cao cấp, mình cứ nhìn cho em cái chất xe này này. Nhìn cái táp lô, táp ly nó còn mới như này, mới tinh hơi quá, nhưng mà thế này là bác chủ bác ấy cực kỳ cẩn thận rồi. Nguyên bản nhá, trần nỉ nguyên bản, phía sau còn trang bị hẳn hai cái màn hình giải trí luôn. Bán tải à anh? Bán tải, xin chào anh Mạnh Hùng. Bán tải em đang hết hàng ạ. Đang hết bán tải rồi. Có màn hình này, cả hai bên luôn. Hai bên đều trang bị hai cái màn hình như này. Xin chào anh Vãng Lai. Tucson tự động, ok anh Hải Bùi. Em quay luôn cho anh Tucson này. Bây giờ mình có tầm 500-600 rồi thì cố lên một chút, mua Tucson luôn. Đi, không phải đổi. Atit nhà em đây nhá. Chỗ này em còn một loạt sedan với cả hai chiếc 5 chỗ gầm cao. Ford Fiesta 2018 hatchback không có hàng anh ạ. Fiesta thì ít hàng, nó cũng ít xe mới nên cũng ít xe cũ. Em quay cho anh Hải Bùi chiếc Tucson 2019. Chiếc này quá mới luôn. Chiếc này mà anh về tên Hà Nội thì chuẩn này. Chiếc này đang biển gốc thành phố. Chỗ này nó hơi chật, thành ra em không quay được form dáng, quý vị anh chị mình thông cảm nhé. Riêng chiếc này thì quá mới rồi. Đấy, khóa tay nắm cửa thông minh. Chiếc này là màu đỏ mận. Này, gương kính chỉnh điện auto này. Mọi người xem cho em cái order đi, 2019 chạy như này. 2019 chiếc này chạy có 1.7 thôi ạ. Quý vị anh chị nhìn rõ không ạ? Tucson nhà em 2019 chạy có 1.7 thôi. Đẹp long lanh, hai chế độ lái. Rồi khởi hành ngang dốc này xuống dốc là có hết cho mình. Cruise control cũng đầy đủ hết, đồ đề nổ thông minh. Quan trọng là xe nó mới ạ, ghế da nguyên bản còn mới tinh như này, trần của nó cũng là trần nỉ nguyên bản. Bác chủ thì cũng lắp thêm cho mình một cái cam hành trình nữa, cam lùi phía sau. Xin chào anh Hoàng Anh Tú. Vios em mới về hai chiếc đấy anh ạ. Vios em về 2019 này, biển Hải Dương là số sàn. Ngoài ra em về chiếc 2017 bản tự động màu trắng sport nữa. Forte màu đen nhà em nhận cọc rồi ạ. Anh Hải
Hải Bùi ơi, cố lên một chút đi, thiếu 100-200 em làm trả góp cho mình. Đi cái dòng Túc Sơn này thì quá chất rồi. Rộng rãi, thoải mái, gầm cao, sang trọng. Đây là phiên bản 2.0 máy xăng. Cần thêm thông tin chi tiết cứ alo cho em Thùy vào số hotline 0789 299 111. Đây, tất cả các chi tiết khớp nối nó còn rất là khít. Xe đẹp mới tinh, chạy hơn 1 vạn. Em tiến hành rút hồ sơ rồi. Quý vị anh chị mình về ra tên, nhập tên, nhập biển ấy, chỉ trong vòng buổi sáng, buổi chiều là xong hết. Ok, anh Hải Bùi cần xem thêm cứ alo em Thùy nhá. À, chiếc này 725 ạ, 725 triệu, 2019. Hôm trước em có chiếc Kona thì tầm giá là hơn 500, nhưng mà em cũng màu trắng, nhưng em cũng nhận cọc luôn. Bây giờ em có Tucson này. Đi Tucson nó chất hơn, nó đầm hơn, cảm giác nó đầm hơn, chắc tay lái hơn cho mình. Vios 219 à. Vios 219, anh Hoàng, anh Tú. Đây, 219 nha em đây. Biển Hải Dương, 7 túi khí, một chủ từ đầu. Không khác gì xe mới đâu. Chiếc này thì chỉ báo giá thôi, chứ còn về chất xe thì em cam kết 100% rồi. Sơn zin gần như cả xe nhá. Em mua chính chủ luôn, sơn zin gần như cả xe này. Giá là 725 anh Hải Bùi ạ. À, không biết mình ở đâu anh nhỉ? Em ship xe tận nơi cho mình xem xe luôn. Đấy, màu đỏ mận quá chất. Tucson thì nó nhiều nhất vẫn là cái màu đỏ mận này. Nội thất chiếc Vios 2019 nha em này. Trần bọc da rồi, bác chủ bác cẩn thận. Bọc da chống ồn, chống nóng, cách âm. Thêm luôn cả bộ lót sàn này nữa. Thường là mình mà mình đi kiểu mình chống ồn cho va dòng Vios này, thường là mình sẽ làm trần da, mình sẽ làm thêm cái lót sàn như này. Nếu mà cẩn thận thêm thì có thể phủ gầm bên dưới. Cái này 2019 nhá, mới tinh. Chiếc này em bán hơn 400. Nói chung là xe đẹp, chỉ bàn về giá thôi, không bàn về chất. Đây, hàng mới về, số sàn Vios mới về. Đến lượt Atis này. Elantra 219 à anh? Còn Elantra 219 em có 2 mẫu. Một mẫu thì em mới nhận cọc. Em còn một cái chiếc ghế nỉ nguyên bản, trần nỉ nguyên bản cho mình. Ở đây em đang quay cho mình chiếc Atis ạ. Quý vị anh chị mình cứ mua những cái mẫu xe lướt như này này, mình đi tầm 1 năm, 2 năm mình không thích, mình đổi lên gầm cao, nó không bị lỗ nhiều đâu. Ok anh Hải Bùi, cần tư vấn cứ alo cho em nhé, em tư vấn cho. Chiếc Atis này thì là 2019, chỉ có thời điểm dịch này, kinh tế khó khăn thì mới có Atis để mà bán thôi. Bác chủ cần tiền gấp nên mới bán xe. Xe đẹp căng, chạy có hơn 2 vạn. Chiếc này 2019, chạy 2 vạn một chủ từ đầu. Chiếc này thì cũng chỉ bàn về giá thôi. Lốp sơ cua còn chưa cả hạ nhá. Xe mới như này, sơn zin cả xe. Nhà em mua chính chủ em còn chả phải đánh bóng cơ, vì xe nó rất là mới rồi. Đây, sơn zin hết đấy ạ. Chưa đánh bóng một lần nào đâu. Đây, toàn bộ đều là sơn zin này. Chạy hơn 2 vạn, lốp sơ cua chưa cả hạ, lốp nó mới tinh như này. Tầm tiền khoảng 430 anh nhá. Xe rất là đẹp. Đấy là cái phiên bản 7 túi khí số sàn. Atis có giảm giá không? Chiếc này thì em chỉ giảm một chút cho khách hàng thiện chí thôi, quan trọng là xe đẹp. Bên cạnh Cerato 219 nữa anh. Anh giữ máy đi. Bảo hành, bảo tỏi đầy đủ hết, mới đi có 2 vạn. Bác ấy cũng mới bảo dưỡng nữa. Đang hẹn bảo dưỡng ở tiếp theo là 3 vạn đây. Đây. Mới bảo dưỡng thôi, đang hẹn bảo dưỡng ở 3 vạn, còn bây giờ order đang là 2 vạn 6. Đấy, anh Hải Bùi gọi em Thùy đi, em Thùy gửi clip cho mình. Ui, nó mới thật anh ạ. Chiếc này thì quá mới rồi. Nhìn cái nước sơn không chê vào đâu được. Sơn zin gần như hết. Tỉa tỉa một chút ở cái 3G sốc phía trước thôi. Cái 3G sốc này thì mình không tránh khỏi được rồi. Thì thoảng mình có thể phải hơi chạm phải hòn đá, đi đường nó cũng có thể gây sức cho xe. Đây, còn đâu gần như là zin hết. Chạy có 2 vạn mới tinh. Anh Hoàng, anh Tú ơi, chiếc này anh đến và phát hiện lỗi này, em bao luôn hết chi phí đi đường cho anh, mời ăn cơm ở khách sạn 5 sao luôn, không lỗi nhỏ anh nhé. 690 triệu cho quý vị khách hàng mình yêu cái đẹp này, có thiện chí, có bớt cho quý vị khách hàng mình thiện chí.
Quan trọng là cứ gọi cho em Thủy thì em Thủy chốt giá cho 0789299111. Anh Thịnh Lê, mình đang ở đâu ạ? À? Hải Dương chỗ em thì quý vị anh chị mình có xét nghiệm âm tính PCR là mình được vào rồi. Xét nghiệm đấy thì cũng nhanh, mình có thể xét nghiệm ở các y tế của thành phố ấy thì chỉ trong hôm trước hôm sau là có luôn. Hoặc bây giờ mình ngại xét nghiệm, mình chả muốn đi đâu, taxi bây giờ cũng tốn kém. Thì quý vị anh chị mình cứ cọc trước cho em xăng dầu cầu phà, em đánh xe tận nơi cho mình xem xe nhá. Đấy, tính ra còn rẻ hơn chi phí quý vị anh chị mình về nhà em mình xem xe. Thì mình cứ cọc trước thôi, xăng dầu cầu phà đi đường, nhà em có lái xe, xét nghiệm các thứ đủ hết, tiêm phòng các thứ đủ hết rồi, em đánh xe tận nơi. Quý vị anh chị test đâu cũng được, test bất cứ gara salon nào quý vị anh chị tin cậy. Senator này, Elantra này, Senator nhà em đang giảm kịch sàn đây. Trước này thì còn đẹp, trước này cũng chỉ chạy có hơn 2 vạn một chút. Có dịch như này thì mình mới có cái giá Senator như này thôi. 550, em bao hồ sơ, em bao vận chuyển cho mình. Gọi thiện chí thì gọi cho em Thùy vào số hotline 0789299111. Có 2 mẫu nhá, mình chọn chiếc nào cũng được, có 2 chiếc đây. Elantra 219 đây. Ôi dồi ôi, giá quá rẻ luôn. Niêm yết nó vẫn phải tầm 570, 580. Thuế má các kiểu vào phải tầm hơn 600. Chiếc này nhà em chỉ có 495 triệu thôi ạ. Dịch nó mới có giá như này đấy quý vị anh chị ạ. Chứ không dịch nó phải hơn 500. Đây, đăng kiểm dài. Đăng kiểm tận tháng 10/2022. 495, em bao hồ sơ, em bao vận chuyển cho quý khách hàng. Mọi người xem nội thất bên trong xe đi ạ. Xin chào anh Trần Nam. Anh cứ qua xem đi, vai ớt nhà em, Atit nhà em, Túc Sơn nhà em đẹp không thể chê được. Mấy cái mẫu đời cao siêu lướt, em cứ cam kết luôn là zin cả xe cho mình nhá. Chiếc Atit thì gần như là sơn zin cũng là zin hết cả xe rồi. Chiếc này 495 nhá, bao hồ sơ, bao vận chuyển. Một chủ từ đầu, tên tư nhân, không taxi, không dịch vụ. Chiếc này chạy cũng chỉ có hơn 2 vạn thôi, hơn 2 vạn một xíu. Innova 2016, em có một chiếc Innova 2016 ấy thì em có một chiếc đang trên đường về anh nhá, form mới luôn, 2016 số sàn bản E, xe đẹp, em bán hơn 400. Đây. Xin chào anh Trương Tấn Cường, anh gọi cho em Thùy đi ạ, để em Thùy tư vấn cho 0789299111. Bên này còn khá là nhiều mẫu này. Chiếc này cũng đẹp. Chiếc này thì theo quý vị anh chị là nó thuộc thương hiệu của Trung Quốc, quý vị chị cũng thích. Nhưng mà em cứ quay nhá, quan trọng là nó xe nhập Thái Lan cơ. Thời điểm ra mắt tại Thái Lan thì dòng này có doanh số là bán chạy nhất. Thiết kế form dáng đẹp không khác gì CX5 thu nhỏ đây. Form đẹp chưa ạ? Hơn 500 thôi. Chiếc này là MGZS bản cao cấp nhất, bản premium, xe mới tinh. Quý vị anh chị cứ ra hãng xe mới mà xem, mà chạy thử. Ưng rồi thì qua nhà em Thùy chốt chiếc này này, rẻ hơn mua mới cả 100 triệu mà không khác gì xe mới nhá. Bản cao cấp nhất premium, chiếc này em bán 580, xe được sản xuất tại Thái Lan. Xpander số sàn em có 2019 ạ, 2019 số sàn màu bạc, giá hơn 400. Xe mới tinh, option trang bị rất là nhiều. Có 580 thôi. Phanh tay điện tử này, gạt mưa tự động này, cruise control này, đèn hổ thông minh này, màn hình giải trí siêu khủng cho mình này. La răng cũng là la răng thể thao 17 inch nhá. Cam 360, cửa sổ trời nữa, đèn gầm đèn bi đủ hết. Rẻ hơn mua mới cả 100 triệu, hơn 100 triệu, không khác gì xe mới đâu. Đập hộp luôn. Chiếc này quý vị anh chị về vẫn được bóc tem. Em bán chiếc này 580. Kia Morning em hết hàng ạ. Anh Trương Tấn Cường ơi, mình qua nhà em chạy thử đi anh. Chưa biết cái dòng xe nào nó phù hợp với mình cứ qua chạy thử nhá. Chạy thử thì mình sẽ dễ chọn hơn. Mình có thể chọn 7 chỗ hoặc là sedan hay đầu. Tầm giá nhà em thì cũng nhiều tầm giá mà hơn 100 triệu cũng có. Mà loanh quanh tầm 700-800 thì em cũng đang có chiếc Túc Sơn kia.
Ở đây em có Lacetti này. Lacetti chiếc này hơn trăm. Chiếc này 150 đây. Lacetti 2010 số sàn. Đây, hơn 100 triệu. Quý vị anh chị có thể tham khảo cho em mẫu này đi. Dòng này được cái là chạy đầm, còn cái mức tiêu hao nhiên liệu thì nó rơi khoảng tầm 8 lít. Cửa thân vỏ nó rất là dày. 2010 nhá. Số sàn 1.6, 150 triệu thôi. Nhà em thì cũng ít khi nhập những cái mẫu xe đời sâu. 2010, 2008 chỉ khi nào mà gặp được xe đẹp thì em nhập. Chiếc này đẹp này, trần của nỉ của nó vẫn là nguyên bản. Các chi tiết táp lô, táp ly nhìn khá là ok. Nhìn thế này là đẹp rồi. Chạy hơn chục năm. 150, bao hồ sơ, bao vận chuyển cho quý khách hàng. Sonata màu đỏ em hết hàng ạ. Nissan Navara hiện tại em cũng đang hết hàng. Lacetti 2010 số sàn 1.6 giá bán 150. Fortuner 2019 2020 em chưa có hàng ạ. Phía góc này thì em có loạt 7 chỗ nhá. Ở đây em đang có Innova này, Xpander đây, Nissan X-Trail này, rồi cả Mitsubishi Outlander. Em sẽ quay luôn một vòng cho quý vị khách hàng. Đầu tiên thì em có chiếc này là Innova 2007 phiên bản G, là bản G xịn nhé. Chiếc này được cái là xe không dịch vụ, không taxi, nội thất còn rất là đẹp, hàng hiếm luôn. Nhà em không nhập, hàng xấu em không nhập đâu, đời sâu mà xe xấu em không nhập đâu. Chỉ chiếc nào đẹp xuất sắc em mới nhập. Chiếc này zin này, xe đẹp em bán chiếc này là 245. Anh ơi, anh Tuấn Đức ơi, MG em lại đang không nhớ biển số. Hình như là biển 75 anh ạ, biển 75, biển Huế hay sao ấy. Chiếc Innova 2010 nhà em đây ạ. Mọi người xem em những cái táp lô, táp ly này. Tất cả còn nguyên bản hết nhá, không có sơn lại, tỉa lại đâu. Đây, em cạo cho mọi người xem, nguyên bản hết, xịn đẹp như này. Hiếm lắm mới tìm được một chiếc Innova đẹp như chất như này, có hơn 200. Ghế của nó vẫn là ghế nguyên bản đấy ạ. Đây là dàn ghế nỉ nguyên bản của xe này. Chiếc này chỉ có 245 thôi. Bác chủ lên màn hình, lên cam hành trình đủ hết, cam lùi phía sau xe. 245 triệu, bao hồ sơ, bao vận chuyển. Bán tải à anh? Bán tải hết hàng ạ. Vios E215 số sàn màu đen, biển 15 Hải Phòng, giá bán 335. Cứ gọi cho em Thùy để em Thùy tư vấn nhé. Còn ở đây thì em có một mẫu Nissan X-Trail. Chiếc này sản xuất 2016, số tự động, động cơ chiếc này là 2.0. Mẫu này thì em chào bán với mức giá là 620. Giá quá rẻ cho một mẫu xe chất như này. Nó phải rộng rãi ngang ngửa với Hyundai Santa Fe rồi. Nội thất ngồi cực kỳ thoải mái cho mình. Bền bỉ, thương hiệu của Nhật, tiết kiệm nhiên liệu nữa. Có chế độ lái Eco tiết kiệm nhiên liệu này. Có Cruise Control đủ hết này. Màu sơn bên ngoài thì nó sẽ là màu xanh rêu nhá. Chiếc này em chào bán với mức giá 620 có trả góp. Xin chào anh Bùi Phơ. Mọi người ở trên fanpage ấy, nếu như mà nó hình ảnh nó hơi lắc hay là nó giật ấy thì mọi người có thể lên YouTube nhá. Mọi người lên YouTube mình gõ là Lê Thủy Hải Dương ấy. Lê Thủy ô tô cũ Hải Dương ấy là có bài livestream, em đang livestream luôn. Mình xem trên TV cũng được, nó sẽ rất là nét hơn. Còn trên Facebook ấy thì nó hạn chế hình ảnh, nó sẽ hơi mờ và giật. Hơi tối em không quay nội thất được. Chiếc này nội thất của nó vẫn nguyên bản đấy ạ. Ghế da nguyên bản, trần nỉ nguyên bản. Những cái dòng này thì chỉ chạy gia đình thôi. Xe chất 2016 em bán 620, quá xịn rồi. Có hơn 600, 7 chỗ số tự động rộng rãi. Còn bên này thì em có chiếc Xpander đấy ạ. Anh Phơ Bùi, anh Phơ Bùi cứ alo em Thùy đi ạ. GM nhà em đẹp đấy anh. Chỉ bàn về giá, không bàn về chất. Mấy mẫu xe lướt nhà em mới về dạo gần đây toàn xe đẹp. Ở đây em có chiếc Xpander 2019. Chiếc này là phiên bản số sàn, động cơ chiếc 1.5. 2019, chiếc này quan trọng là nó chỉ chạy có hơn 2 vạn thôi ạ. Những cái mẫu mà chạy đến tầm 10 vạn rồi thì em không nói nhá. Chiếc này chạy 2 vạn, xe rất là chất. Em bán chiếc này 475. Xe đẹp luôn.
Còn đâu mà chạy nó rơi khoảng tầm 5, gần xuất sát 10 vạn thì em chỉ tầm bán tầm 400 rưỡi thôi. Nhưng mà đang hết. Chiếc này mới về, xe rất là đẹp, 475 triệu. Fortuner 2010 em không có hàng ạ. Còn bên này thì em có một mẫu Mitsubishi Outlander này, thương hiệu Nhật Bản. Chiếc này sản xuất 2018, đây là phiên bản tiêu chuẩn tự động 2.0. Mẫu này em bán 600 rưỡi nhé. Quý vị anh chị check giá thoải mái đi. Thị trường không có nhà nào bán Outlander 600 rưỡi đâu mà vẫn cam kết bảo hành bao test các kiểu như nhà em. Hàng tốt đấy ạ, hàng đẹp, giá quá tốt. 650 triệu mình mua được Outlander, chạy siêu tiết kiệm nhiên liệu. Cái mức tiêu hao nhiên liệu nó chỉ rơi khoảng tầm 5,8 lít thôi. Mình đi đường trường nhé, 5,8 lít cho 100 km đường trường. Đây, nội thất đây. Anh Trương Tấn Cường, anh Trương Tấn Cường hỏi từ Morning cho đến Lexus. Anh qua nhà em chạy thử đi. Xe nào nhà em cũng có hết, Lexus nhà em cũng có luôn nhá. Sếp nhà em mới nhập một chiếc Lexus, nhưng mà sếp đang để đi, sếp chưa muốn bán. Anh mà thiện chí thì qua đây sếp em cho đi thử. Trả được giá tốt thì sếp em bán, mới về luôn. Xe nào nhà em cũng có hết đây. Em có chiếc Outlander này, Outlander nhà em chiếc này 650. Quý vị anh chị khách hàng đang xem livestream, nhà em nhận thu mua xe cũ trên toàn quốc, cam kết luôn mua vào giá cao. Quý anh chị đang có xe cần bán này, cần lên đời này, cần đổi xe cứ gọi cho em Thủy định giá cho mình nhá. Mua bán nhanh gọn, gần gặn Hải Dương, trong ngày là em giao dịch xong luôn rồi, tiền mặt đầy đủ cho quý khách hàng. Đấy, quý anh chị mà có xe cũ cần bán thì cứ giới thiệu giúp em cũng được, em gửi hoa hồng, tiền hoa hồng cho mình. Xe đẹp mua vào giá gấu, giá cao luôn, mua gấu luôn, cứ gọi em Thủy mua xe giá cao cho mình. Ở đây thì em có Rondo này. Anh Trương Tấn Cường ơi, anh gọi cho em Thủy đi, em Thủy báo cho mình chiếc Lexus. Xin chào anh Hải Bùi, ok anh, nếu như mà có chiếc nào 5 chỗ gầm cao màu đỏ thì anh có thể để anh có thể gọi vào, anh có thể vào fanpage ấy, khi nào có xe thì em sẽ có thông tin nên nhắn cho mình. Tucson nhé, rất là đẹp, quý vị anh chị mà có tầm tiền 700 thì mua quá chuẩn rồi. Morning biển đây em hết hàng. Ở đây em có chiếc Rondo 2018 số tự động 2.0 máy xăng. Chiếc này chạy siêu lướt, chiếc này chạy có hơn 2 vạn em bán 535. Còn bên này thì em có chiếc Kia Carrier này. Chiếc Carrier này sản xuất 2016 phiên bản số sàn 2.0. Chiếc này thì em chào bán cho mình với mức giá là chiếc này thì em chào bán cho mình với mức giá là chiếc này à 216 315, quý vị anh chị khách hàng nhé, 7 chỗ số sàn 315 triệu, bao hồ sơ, bao vận chuyển luôn. Soluto màu đỏ em không có hàng ạ. Ok chưa ạ, em vừa báo giá cho mình trên dưới nó rơi khoảng tầm 60 mẫu xe, thời sang tháng mới rồi, đẹp ngày rồi, hôm nay nhà em nhận cọc 5 xe luôn. Quý vị anh chị có nhu cầu mua xe cứ gọi cho em Thùy nhé. Hoặc muốn bán xe thì cũng gọi cho em Thùy vào số hotline 0789 299 111 hoặc 0839 834 834. Em Thùy sẽ tư vấn thêm cho mình. Nhà em thu mua xe cũ toàn quốc này, có trả góp này. Còn bây giờ thì em cũng xin phép được kết thúc buổi livestream tại đây. Em hẹn gặp lại quý vị anh chị ở buổi tối ngày mai trên kênh YouTube và trên kênh fanpage. Đừng tiếc gì một nút like, một nút chia sẻ mọi người nhé. Tucson, anh Đỗ Minh Phúc gọi cho em Thùy. Eldit nhà em hết hàng. Vios Sport nhà em là 425. Ok chưa ạ? Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của mọi người. Hẹn gặp lại mọi người buổi tối ngày mai. Em xin chào và hẹn gặp lại.